Cát Phượng lên tiếng về thông tin chia tay Kiều Minh Tuấn. Trao đổi với thanh niên, Cát Phượng phủ nhận thông tin đường ai nấy đi với Kiều Minh Tuấn. Nữ nghệ sĩ nói, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chính thức đăng trên Facebook để lên tiếng. Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước tin thông Cát Phượng đã chia tay Kiều Minh Tuấn cách đây một năm. Ổn ào xuất phát từ một dòng bình luận của diễn viên hạnh phúc của mẹ đáp trả với anti fan trên trang cá nhân của mình. Chúng tôi đã chia tay một năm rồi sao bạn không biết điều này ạ? À? Khi thanh niên liên hệ với Cát Phượng, cô phủ nhận chuyện chia tay với diễn viên em chưa 18 và cho biết vì bạn đó bình luận kỳ quá nên tôi bình luận lại để chơi bạn đấy thôi, chứ không có chuyện chia tay. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chính thức đăng trên Facebook để lên tiếng. Tính tôi thẳng lắm, nếu có thì tôi sẽ trực tiếp nói. Anh Tuấn còn nói tôi khủng, trả lời chi với mấy người đó. Nói thêm về cuộc sống hiện tại, các phụ chia sẻ, chúng tôi vẫn bình thường, tôi thì kinh doanh quán cà phê rồi coi quán, anh Tuấn thì vẫn là nghề. Lúc trước dịch, việc kinh doanh của tôi cũng bị ảnh hưởng nhưng trời thương trời độ, qua dịch thì công việc xuân sẻ. Anh Tuấn thì vẫn có phim ảnh, rồi đi phim vậy thôi. Cát Phượng nên duyên với Kiều Minh Tuấn sau đổ vỡ cuộc hôn nhân đầu tiên. Thời điểm đó, cô tham dự lễ tốt nghiệp của trường sân khấu và ấn tượng với Kiều Minh Tuấn bởi cách diễn duyên dáng, quyết định rủ anh về tấu hài chung. Vì khoảng cách tuổi tác nên ban đầu, cả hai không nghĩ sẽ vượt qua mối quan hệ chị em đồng nghiệp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gắn bó, họ nảy sinh tình cảm và đồng hành cùng nhau nhiều năm qua. Trong một chương trình, Cát Phượng tiết lộ rất nhiều lần cô muốn buông tay, bỏ Kiều Minh Tuấn. Thế nhưng, cả hai đã nắm tay và đi cùng nhau đến giờ được 13 năm mỗi lần mình muốn buông như vậy tay này buông thì tay kia lại muốn chụp lại liền nhiều lúc tôi bị thuật cảm xúc trong tình yêu vì những lời ra tiếng vào nên muốn buông xuôi những lúc đó tôi lại nghĩ tới kiều minh tuấn sẽ ra sao nếu chia tay nên lại thôi thà rằng kiều minh tuấn cũng buông tay nói thôi mình dừng đi em thì tôi buông ngay nhưng tuấn không bao giờ nói thế tôi không thể chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến cảm xúc của tuấn cô nói